안녕하세요, 학생 여러분. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuỗi bài học trong khóa học tiếng Hàn sơ cấp. Và bài học hôm nay của chúng ta là bài học về đây là ở đâu? 여기는 어디입니까? Và trong bài học này chúng ta tìm hiểu về hội thoại với chủ đề đây là ở đâu, những từ vựng liên quan đến nơi chốn, địa điểm và những cấu trúc ngữ pháp như đây là ở đâu và cách trả lời cho cấu trúc ngữ pháp trên. Đồng thời chúng ta cũng sẽ học về biểu hiện ngữ pháp có hoặc không có cái gì. Và trước khi đi vào cấu trúc, chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn hội thoại trong ngày hôm nay. Đoạn hội thoại của chúng ta giữa bạn Nhìn Che và bạn Yuna. 여기는 어디입니까? 여기는 학교입니다. 여기는 도서관이 있습니까? 네, 도서관이 있습니다. 도서관 내에 컴퓨터가 있습니다. Và bây giờ cô và các bạn sẽ cùng dịch qua đoạn hội thoại này. Đầu tiên bạn Min Che có hỏi là 여기는 어디입니까? Đây là ở đâu? Và bạn Yuna trả lời là 여기는 학교입니다. Đây là trường học. Ở đây có thư viện không? Có, ở đây có thư viện. Và thư viện có máy tính. Vậy thì các bạn có thấy rằng trong đoạn hội thoại trên chúng ta có thấy những cái biểu hiện ngữ pháp như là đây là ở đâu và ở đây có cái này, có cái kia. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu từng biểu hiện ngữ pháp một. Và trước khi vào tìm hiểu từng biểu hiện ngữ pháp, chúng ta sẽ xem qua những phần từ vựng trong bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta có từ đầu tiên, hakkyo. Hakkyo. Hakkyo có nghĩa là trường học. Tiếp theo chúng ta có từ thô so quan. Thô so quan. Thô so quan nghĩa là thư viện. Tiếp theo chúng ta có từ xích tang. Xích tang. Xích tang có nghĩa là nhà ăn. Và các bạn lưu ý ở đây, chúng ta có từ xích khi âm kiosk, âm cờ gặp âm ticket, âm tờ, thì âm ticket này sẽ được chuyển thành là sang ticket, có nghĩa là hai âm tờ, âm phụ âm căng. Thế thì ở đây chúng ta sẽ không đọc là xích thàng mà chúng ta sẽ đọc là xích tang. Xích tang. Xích tang nghĩa là nhà ăn. Tiếp theo chúng ta có từ check sang. Check sang. Tương tự như vậy, chúng ta có âm kiosk cờ gặp siot, gặp âm sờ, thì âm siot này sẽ được chuyển thành là sang siot, có nghĩa là phụ, chuyển sang phụ âm căng. Phụ âm căng. Chính vì vậy chúng ta sẽ đọc là check sang. Check sang. Check sang nghĩa là bàn ăn. Và các bạn lưu ý chúng ta đọc bật hơi check, 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 một luồng hơi bật ra. Check sang bàn. Check sang bàn. Và chúng ta có từ ơi ra. Ơi ra nghĩa là cái ghế. Các bạn đọc lại theo cô một lần nữa. Hakkyo. Hakkyo. Thô so quan. Thô so quan. Xích tàng. Xích tàng. Chek sang. Chek sang. Ươi già. Ươi già. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ đi vào biểu hiện ngữ pháp cho ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về đại từ địa điểm. Đại từ chỉ địa điểm. Ở đây chúng ta có 여기, 거기, 저기 mang nghĩa là đây, đó, kia. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về đại từ chỉ địa điểm đầu tiên là 여기. 여기 mang nghĩa là đây. Đây là chỉ địa điểm gần người nói. Tiếp theo chúng ta có 거기. 거기 là đó, là chỉ địa điểm gần người nghe. Và cuối cùng chúng ta có 저기. 저기 mang nghĩa là kia, đằng kia hoặc chỗ kia.
để chỉ địa điểm xa cả người nói và người nghe. Để cho các bạn dễ hình dung, cô sẽ lấy một ví dụ. Ví dụ như cô Trang đang ở Hà Nội và có một bạn tên là Hải đang ở Hồ Chí Minh và một bạn Luna đang ở Seoul, Hàn Quốc. Thế thì cô là người nói, cô Trang sẽ nói là 여기는 하노이입니다. 여기는 하노이입니다. Đây là ở Hà Nội. Đây là Hà Nội. Đây là Hà Nội. Thì cái địa điểm Hà Nội đang là ở gần người nói. Người nói là đang ở gần cô Trang. Còn cô Trang sẽ nói câu tiếp theo là 거기는 호시민입니다. 거기는 호시민입니다. Thì 거기 có nghĩa là chỗ đó. Chỗ đó là ở gần người nghe. Có nghĩa bạn Hải. Bạn Hải đang là người nghe, cô và bạn Hải đang nói chuyện với nhau. Và cô nói là gì? 거기는 호시민입니다. Là kia là Hồ Chí Minh và bạn Hải đang ở Hồ Chí Minh. Cái địa điểm Hồ Chí Minh đấy gần với người nghe là gần với bạn Hải. Và cô và bạn Hải đang nói chuyện với nhau và cô nói là 저기는 서울입니다. 저기는 서울입니다. Kia là Seoul. Thì cái địa điểm Seoul nó ở xa cả cô, xa cả người nói và xa cả bạn Hải là xa cả người nghe. Vậy thì các bạn đã hiểu sự khác biệt giữa 여기, 거기, 저기 chưa ạ? 여기, đây, 거기, đó và 저기 là kia. Chúng ta vào từng cái ví dụ. Đầu tiên 여기, đây. Chúng ta có ví dụ là 여기는 병원입니다. 여기는 병원입니다. Đây là bệnh viện. Đây là bệnh viện. Thì ở đây 여기는 mang vai trò là chủ ngữ thì chúng ta sẽ cộng với tiểu từ 은 hoặc là 는 để xác định rằng là đây là cái chủ ngữ trong câu. Bình thường trong tiếng Việt thì chúng ta sẽ không có những cái tiểu từ như thế này. Tuy nhiên trong tiếng Hàn thì đối với chủ ngữ hay tân ngữ thì có một vài những cái tiểu từ để bổ nghĩa, để xác định cái vai trò của nó. Ví dụ như ở đây chúng ta có 는 là để xác định rằng là 여기 ở đây đóng vai trò là chủ ngữ trong câu. 여기는 병원입니다. 병원입니다. Như bài 4 ngày hôm trước chúng ta có học thì chúng ta đã biết cái biểu hiện là 입니다 là đuôi câu. Đuôi câu mang nghĩa là. Chúng ta có danh từ cộng với cả 입니다 thì nghĩa là cộng với danh từ là bệnh viện. 병원입니다. 병원입니다. Và chúng ta lưu ý cái cách đọc ở đây là đối với tiếng Hàn thì có sự nối âm. Sự nối âm ở đây chúng ta có cái từ đằng trước tận cùng bằng một phát chim, một phụ âm dưới và từ tiếp theo bắt đầu bằng một nguyên âm. Thế thì chúng ta sẽ đọc nối cái phụ âm cuối vào đây, nối phụ âm cuối với nguyên âm thì chúng ta sẽ đọc là 병원입니다. Không phải là 입니다 mà là 병원입니다. 병원입니다. Tiếp theo chúng ta có 거기 mang nghĩa là đó, chỗ đó và địa điểm gần người nghe. Ở đây chúng ta xét ví dụ. 거기는 주유소입니다. 거기는 주유소입니다. Ở đây chúng ta có từ 주유소. 주유소 là trạm xăng, trạm đổ xăng. Đó là trạm xăng. Tương tự như vậy thì 거기 ở đây đóng vai trò là chủ ngữ. Vì vậy chúng ta sẽ dùng cái tiểu từ 는. 거기는 주유소입니다. Và tiếp theo 거기 kia là địa điểm xa cả người nói và người nghe, chỉ là đằng kia, chỗ kia. Ở đây chúng ta có ví dụ 저기는 은행입니다. 저기는 은행입니다. 은행 có nghĩa là ngân hàng, kia là ngân hàng. 저기는 은행입니다.